Thưa quý vị và các bạn, 4 ngày vừa qua là những ngày người thân và đồng đội không ngừng nguyện cầu điều kỳ diệu sẽ đến với đồng chí Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, bị trọng thương trong lúc truy bắt tội phạm ma túy. Nhưng thật sự đã không có phép màu nào xảy ra. Và sáng ngày hôm nay, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân và đồng đội. Là một trong những cán bộ đầu tiên của công an huyện Nghi Xuân xung phong về cơ sở, trong suốt 5 năm qua, đồng chí Hiếu đã sống trong lòng bà con như một chiến sĩ công an của nhân dân. Máu đổ xuống cầu vai đỏ thắm và anh sống mãi trong lòng quê hương. Khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng, nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang. Bất ngờ bị đối tượng Trần Trọng Gia Bảo dùng kéo đâm vào cổ và vùng ngực của đồng chí Hiếu, khiến đồng chí bị thương rất nặng. Mặc dù được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, gia đình, đồng đội, các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Trần Trung Hiếu đã hy sinh lúc 6 giờ 35 phút ngày 17 tháng 11. Sự ra đi của đồng chí Trần Trung Hiếu đã để lại niềm tiếc thương vô hạn với đồng đội và người dân. Việc hy sinh của cháu Hiếu khi làm nhiệm vụ để chống lại tội phạm trong lúc hòa bình này, cảm thấy hết sức thương tiếc với lực lượng là vì dân và phục vụ dân. Hiện nay tôi cảm thấy rất thương tiếc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nhỏ, Trần Trung Hiếu đã mơ ước được khoác lên mình sắc phục công an nhân dân. Ước mơ trở thành hiện thực khi Hiếu là sinh viên trường trung cấp an ninh, rồi Học viện Cảnh sát nhân dân, được phân công công tác tại đội cảnh sát hình sự công an huyện Nghi Xuân. Hiếu luôn học hỏi, tham mưu nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tháng 7 năm 2018, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về điều động công an chính quy về cơ sở, Trung úy Trần Trung Hiếu đã viết đơn tình nguyện về địa bàn trọng điểm và được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bố trí tại Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Xã Xuân Hồng cũng là địa bàn đầu tiên của huyện Nghi Xuân bố trí công an chính quy. Thượng úy Trần Trung Hiếu đã cùng tập thể công an xã triển khai nhiều giải pháp lập lại tình hình an ninh trật tự, được ghi nhận và đánh giá cao. Tấm gương hy sinh của đồng chí Hiếu là vừa là một cái nỗi đau mất mát không có gì bù đắp được đối với gia đình và đối với công an tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng qua đó thì chúng tôi là phát động cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị là tiếp tục học tập tấm gương hy sinh của đồng chí Hiếu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Ghi nhận sự anh dũng trong đấu tranh với tội phạm, ngày 17 tháng 11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm của đồng chí Trần Trung Hiếu. Anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống. Đồng đội và nhân dân mãi ghi nhớ công ơn những người lính công an vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.